Xin chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của nhà vườn Vũ Tiến. Hôm nay rất nhiều bác hỏi em là cây lựu nhà mình trồng 2 năm rồi và hơn 1 năm rồi mà chưa thấy ra quả. Và nguyên nhân tại sao mà nó lại không ra quả thì hôm nay em sẽ chia sẻ cho các bác cái cách mà làm cho cây lựu nhà mình nó sẽ ra quả trong vòng 5 phút. Và các bác xem video hết video này thì các bác sẽ biết được cái cách này làm sao cho cây lựu nhà mình ra sai quả. Thì sau lưng em đây là một cây lựu đang rất là to, trồng được 1 năm tuổi và hiện tại cây lựu nó chưa ra trái. Thì mình làm cách nào để cho nó ra trái thì rất là đơn giản thôi. Thì các bác cần nhất là điều kiện của nó là cây phải được chiếu nắng tối thiểu 6 tiếng một ngày. Đặc biệt là cây thì mình phải cắt tỉa để cho nó thông, cắt tỉa để cho nó thoáng cây. Đấy, và sau đây em sẽ hướng dẫn cho các bác cái cách cắt tỉa cho cây lựu nhà mình làm sao cho nó tròn tán và nó thoáng, nó cắt tỉa những cành sâu bệnh và cắt tỉa những cành bé đi. Đây, mời bạn quay dịch vào đây một chút. Đây, quay cây gần vào đây. Ở đây mời các bác xem thì cây lựu này tán nó rất là chi chít, rất là nhiều và các cái cành tăm nó rất là nhiều. Thì mình tiến hành mình cắt bỏ những cái cành tăm và những cái cành nó dày quá, mình cắt thưa nó đi và mình tỉa bớt ngọn đi thì nó sẽ kích thích cây lựu và nó sẽ ra hoa ra quả được. Đấy, ví dụ đây thì nó có cùng 5-6 cành và rất là nhiều cành bé. Đấy, thì mình bấm những cái cành bé đi. Đấy, cành bé như này mình bấm đi. Đấy, mình bấm những cái cành bé như này đi. Đấy, không cần phải tiếc những cái cành như này. Đấy, ví dụ như cây cành dài như này. Đấy, mình bấm nó đi như này, bấm nó đi. Đấy, bấm ngọn đi. Đấy, cứ bấm mạnh tay bấm đi cho em là tự khắc thì nó sẽ kích thích và nó sẽ ra hoa ra quả được. Đây là một cái kinh nghiệm mà em đã áp dụng và đã thành công rất là nhiều. Đấy, những cái cành nó héo như này thì mình bấm đi, héo thì bấm như này. Đấy, các bác nhìn nó đã thoáng hơn một chút chưa? Và em lưu ý một chút là các bác lên bấm vào buổi sáng. Đấy, để cho khi mà mình bấm xong ấy, thì cái nhựa nó chảy ra và nó gặp ánh nắng mặt trời nó sẽ khô ngay lại, thì lúc đó cái vi khuẩn, các cái nấm bệnh và các mầm bệnh nó không xâm nhập được vào bên trong thì nó sẽ hạn chế cái việc mà cây lựu của mình nó sẽ bị sâu bệnh. Rất là đơn giản thôi, nhưng mà các bác nếu các bác không biết cái cách bấm như thế này thì các bác cây lựu của bác rất khó có thể ra quả được, và có thể nó ra hoa nhưng mà nó không thể đậu được, thì các bác phải bấm cho em nhé. Các bác bấm, sau khi bấm tỉa đi thì các bác nhìn cái cây lựu nhà mình rất là khoái, rất là đẹp, nó thưa cành thôi, nó không có dày cành quá, không cần phải là nhiều cành, chỉ cần để ít cành thôi, nhưng mà nó chất lượng, nó tròn đều tán là được, không cần phải là quá nhiều cành làm gì cả. Như thế thì là đợt sau nó sẽ ra rất là sai quả các bác.